Mì Coco Mì Đại 90, mì to siêu năng lượng. Khô gà giòn Pony, giòn rụm đã miệng. Ham vừa đi cái kia liên tục không về đi đến này nữa. Em á. Em á. Ừ. Em kiểu chưa được một tháng nữa. Ừ, đi quá trời đi luôn. Đùng một lúc là hả, trải nghiệm một đống thứ, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Em lớn thêm mấy tuổi trong một tháng? Trong vòng 3 tháng, trời. Lớn thêm hết rồi. Tại trải nghiệm nhiều cái khác mà mấy cái đó kiểu bình thường là không có đủ tinh thần hay là đủ sức khỏe là không đi được đâu. Vừa di chuyển nhiều mà vừa mấy cái lạ lạ nữa. Dạ đúng rồi, không thích nguy kiểm á. Không mà cái nào mà kiểu bình dân khỏe còn phải giữ phải đẹp á mới mệt á. Đồng chí Ân, thế đồng chí bây giờ đến bây giờ vẫn còn thở. Thực ra thì đây là lần đầu tiên tôi bơi ngoài biển. Nó hoàn toàn khác so với những gì mà tôi bơi ở trong hồ. Và khi mà tôi xuống thì tôi đã cố gắng để bơi vào bờ. Tôi sẽ cảm thấy rất là mệt. Thế Ân tới mình sẽ bơi ở cự ly xa hơn không? Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Được. Đồng chí nào xung phong thực hiện nội dung này đầu tiên? Mời đồng chí Thiên Ân. Xin hỏi đồng chí Thiên Ân có quyết tâm thực hiện nội dung này không? Tôi quyết tâm. Hơi nhỏ. Tôi quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đồng chí Thiên Ân lên vị trí. Nhẹ nhàng. Để được đi. Câu lui là tiến. Câu rồi, phải cái chân đây. Phải cái chân vào. Ấy 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 anh đốn tàu lên cơ. Từ ôi. Đứng chỗ. Khó lắm ấy. Ôi. Khó lắm, cái này khó lắm á, mất thằng bằng dữ luôn á. Ôi đồng chí Thiên Ân thôi tập. Đồng chí Thiên Ân về hàng. Khó lắm mọi người ơi. Cho tôi hỏi đồng chí Thiên Ân có cảm nhận như thế nào khi thực hiện nội dung này? Khi mà tôi bước lên trên phần ngang của cầu thì cái việc mà mình di chuyển chân lên xuống nó hết sức là khó khăn à. Đối với động tác này thì nó sẽ giúp cho người tập quá trình sinh hoạt, ăn ở trên tàu thì sẽ được vững vàng và không bị say sóng. Sau giấc ngủ, sản xuất bởi Viettel Media.